Vâng ạ, à, hôm nay là lần thứ hai Phạm Thúy Quỳnh được xuất hiện trong chương trình Giai điệu thành phố trẻ, rất là vui. Và như quý vị cũng biết, vào hạ thì thường có những cơn mưa. Và một bài hát tiếp theo Phạm Thúy Quỳnh gửi đến, một bài hát cũng nói về tâm sự của một cô gái rất là buồn người yêu và thất tình đi trong mưa. Bài hát mang tên I Cry. Trước khi chia tay, Phạm Thúy Quỳnh xin gửi một lời chúc đến quý vị khán giả có một buổi tối vui vẻ.